Rồi em xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể anh em đam mê và các bác nhé. Đó, chào mừng chào đón các bác và anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của em. Đã lên cho anh em một ít cái linh kiện lẻ nhá, dành cho PCP. Và đặc biệt là ngày hôm nay là giới thiệu cho các bác một chút những cái món phụ kiện hỗ trợ dành cho thằng FX nhé các bác nhé. Gọi là phụ kiện hỗ trợ vì nó không phải là những cái món phụ kiện chính. Đấy, thì anh em nào mà đang có nhu cầu thì anh em hãy liên hệ với em qua cái số điện thoại em sẽ để ở góc màn hình nhé các bác nhé. Đó, số điện thoại của em thì có cả Zalo. Các bác nào cần em tư vấn cái gì thì các bác nhắn tin Zalo cho em sẽ tư vấn cho các bác nhé. Ngày hôm nay thì giới thiệu đến cho các bác và anh em cái bộ chuyển đổi gen, cái ống chuyển đổi gen để ví dụ các bác nào mà đang chơi Factor so với cái top A Cán Quốc ấy mà các bác muốn chơi sang bán gấp rút thì các bác sẽ phải mua một cái bộ này về thì các bác mới dùng được nhé các bác nhé. Đó, bởi vì cơ bản là những cái thằng quy Sài Gòn ấy thường thường là anh em sản xuất cho gen cho là bán Cán Quốc nhé các bác nhé. Đó, bán Cán Quốc thì của nó là gen trong và khớp gấp của thằng quy đó là gen ngoài. Đó, thì em sẽ giới thiệu chi tiết. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ với em nhé. Em bên em thì bây giờ cung cấp linh kiện lẻ thôi, bên em sẽ không bán cây, bán súng, không bán đạn, không bán khung lòng quy nữa nhé các bác nhé. Thì, bây giờ thì như các video trước em nói rồi, sang năm 2025 là cái mặt hàng PCP này cũng sẽ siết chặt hơn. Và nói thẳng luôn là anh em chơi và người bán hàng nếu mà bị bắt thì cái tiền phạt nó sẽ cao hơn nha các bác nhé. Thế nên là các bác chơi thì cẩn thận giúp em. Và em cũng sẽ chuyển đổi em bán linh kiện lẻ, linh kiện sửa chữa để cho anh em chơi thôi. Đó, thì ngày hôm nay là lên cho các bác và anh em phụ kiện như thế này. Đầu tiên là còng đi, đơn lẻ trước đi. Còng của FX nha các bác nhé. Em hiện tại em còn còng nhựa nhé. Còng nhựa này thì em sẽ còn bộ cho thằng lắp ráp được cho Q2 lỗ sói, Q2 lỗ K2. Hai lỗ sói K2 thì các bác có thể dùng được cho cả van Dram và van Cricket. Các bác dùng loại nào thì các bác bảo em sẽ bán cho các bác loại đó nhé. Đó là còng. Và còng thì lắp được cho cả thằng Terminator và thằng ba lỗ. Ba lỗ các bác chơi loại nào thì các bác bảo em sẽ bán cho các bác nhé. Còng Epic này thì nó có cả dây trên là dây 20 và dây dưới là dây 20 để cho các bác thứ nhất là bên trên thì các bác lắp được laser. Và bên dưới như thế này thì các bác có thể lắp được là chân trống cho các bác nhé. Đó, còng nhựa này nó sẽ nhẹ và nó sẽ không bị xước như còng nhôm. Khi các bác đút bình nó đút giảm vào thì còng nhựa này sẽ không xước, còn nhôm thì nó sẽ dễ bị xước hơn nha các bác nhé. Bởi vì ở bên trong này em sẽ đang đánh cho nó mịn rồi, nó không bị xước nữa rồi. Đó, rất là bền. Anh em bảo còng nhựa này là không bền nhưng nó thẳng với các bác đã lắp vào rồi thì các bác có làm gì gì ở đâu nó chả bền. Đúng không? Các bác có đập phá gì đâu. Nên chơi thoải mái. Thứ hai là em sẽ bán cho các bác cái còng này là 300.000 bao cước nha các bác nhé. Còng này 300.000 bao cước nhé. Đấy. Thứ hai là bán cho các bác cái ống chuyển đổi gen. Đây cũng chuyển đổi gen, hai mặt của nó đều là gen trong nha các bác nhé. Để anh em lắp cho thằng Super X và Factor. Đây, ví dụ bộ này em đã lắp sẵn rồi này. Đây là cái báng này nhá. Báng này thì nó là gen của nó là gen ngoài. Đây, gen của nó là gen ngoài đây, em sẽ lấy cho các bác xem. Gen của nó là gen ngoài như này nha các bác nhé. Đó, gen của nó là gen ngoài như này. Và em sẽ lắp vào như này cho các bác. Các bác hiểu không? Đây em lắp sơ cua nhá. Đấy. Và cái thằng Q Super X, Q Factor của nó, cái khớp của nó cũng là gen ngoài. Thế nên cả hai cái gen ngoài thì sẽ không lắp được vào nhau. Như vậy em sẽ phải làm thêm một cái bộ là gen trong. Đầu ra và đầu vào cũng là gen trong, em lắp như thế này cho anh em. Và cái khớp của Q thì anh em cũng sẽ xoáy vào như thế này cho em nhé. Đó. Thì anh em sẽ được bộ Q Factor là Q Top A hoặc là Q Super X bán gấp rút. Siết thì các bác chỉ cần xoáy cái này ra các bác siết chặt vào. Đúng độ của nó thì các bác siết vào là được nhé. Nói chung là nó có hai cái vòng khuyên như thế này để các bác siết cho chặt này, chưa đủ độ thì các bác lại siết tiếp, các bác siết như này nó là chặt ngay nhé các bác nhé. Đấy, rất là đơn giản nhé. Thì một cái gen chuyển đổi, ống gen chuyển đổi như thế này thì em sẽ bán cho anh em với giá là 120.000 bao cước nhé, giá rẻ bất ngờ. 120 cước 40 rồi thì còn có 80 thôi, tiền công sản xuất các kiểu mình chỉ lãi được khoảng độ 10-20.000 cái này thôi. Thế nên là các bác mua được mặc cả nhé, lãi ít rồi các bác mà mặc cả nữa không có lãi chắc chắn em không bán. Thế nên là các bác nào có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin Zalo cho em qua cái số em để các màn hình nhé. Mai giới thiệu đến cho anh em hai bộ này thì anh em ưng bộ nào anh em báo em nhé. À, bán ống này thì sẽ là 350, gen này 120, các bác mua cả bộ em sẽ giảm cho các bác nhé các bác nhé. Giảm tiền, giảm như nào thì anh em alo cho em nhé. Đó, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Xin chào.